Vạch trần sự thật, mẹ Hảo Nam kêu con trai kiếm tiền để cờ bạc. Những ngày đầu tiên đến hiện trường mong ngóng tin tức về con, người mẹ nhiều lần ngất xỉu khi nghĩ đến đứa con trai 10 tuổi tội nghiệp. Đến nay khi dần vượt qua cú sốc cũng là lúc nước mắt người mẹ đã cạn, dần chấp nhận con trai không có duyên với vợ chồng mình. Từ trưa ngày 31 tháng 12 sau khi hay tin con gặp nạn, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh 34 tuổi, mẹ bé trai Hạo Nam tử vong sau vụ rơi trụ bê tông gần như suy sụp, đau đớn tột cùng những ngày qua. Những ngày đầu tiên đến hiện trường mong ngóng tin tức về con, người mẹ nhiều lần ngất xỉu khi nghĩ đến đứa con trai 10 tuổi tội nghiệp, không biết con như thế nào dưới miệng trụ bê tông sâu hẳm kia. Đến khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương rằng Hạo Nam đã tử vong, người mẹ ấy một lần nữa sụp đổ, khóc cạn nước mắt. Suốt bao đêm thức trắng trong chờ, nuôi hy vọng con trai vẫn đang cố bám trụ để trở về với vòng tay mẹ cha. Giờ nhận tin dữ, chị chỉ biết thẫn thờ, thi thoảng lại réo gọi tên Hạo Nam. Trong cuộc trò chuyện với Vietnamnet, chị Linh khóc nghẹn tâm sự. Con muốn tự kiếm đồng tiền để dành mua quà bánh, bỏ ống heo, đóng tiền học. Vì con thương cha mẹ khó khăn, giờ ra cớ sự như thế này, đau lắm. Những ngày Hạo Nam gặp nạn, chị em quanh xóm túc trực tại căn nhà đơn sơ, động viên, chia sẻ an ủi khi gia đình gặp chuyện chẳng lành. Hạo Nam ngoan lắm, còn nhỏ mà biết lo biết nghĩ, thương lắm. Hạo Nam và em gái 21 tháng tuổi quấn quýt suốt bên nhau, giờ không thấy bóng dáng anh, em dù mới biết nói nhưng cứ gọi tên anh suốt, chị Linh nghẹn ngào. Chị Linh kể, chị quê An Giang, lấy chồng 11 năm và theo về quê chồng sinh sống ở xã Phú Lợi này. Tay trắng đến với nhau, gia đình chồng cho miếng đất nhỏ, hai vợ chồng chấp vá bằng đủ thứ cày củi vật liệu để dựng nên mái nhà đơn sơ. Từ khi Hạo Nam ra đời, chị Linh chỉ ở nhà nội trợ chăm con và đón thành viên thứ hai là bé gái, nay được 21 tháng tuổi. Thu nhập của gia đình trông đợi vào những công việc làm thuê, làm mướn của chồng là anh Tấn Tài. Sau cú sốc mất con, chị Linh cạn nước mắt và thốt lên, con không có duyên ở với mình nữa rồi. Anh Tài cũng cho biết, cháu lỡ mất rồi nên không có ý kiến gì. Tôi đồng ý cho ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể con tôi lên khỏi trụ bê tông, đồng thời cho gia đình đến nhận diện bé, anh Tài nói trong xúc động.